ហ៊ីយិនដៃបានបញ្ចេញលិខិតមួយដែលហាក់ព្រួយចិត្តរឿងផលិតឡានឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple តែមិនទាន់ចុះកុងត្រាព្រោះខ្លាចផលិតឡានចេញមកមិនបានល្អហើយត្រូវខូចដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះតែពេលថ្មីៗនេះ Apple បានបោះទុនបែកបៀ6000លានដុល្លារអាមេរិកឲ្យក្រុមហ៊ុនគៀដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ហ៊ីយិនដៃដើម្បីចាប់ផ្ដើមគម្រោងការរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ 2026 លើរឿងផលិតឡាន Apple Car ដែលគម្រោងនេះត្រូវបានចុះផ្សាយដោយ Bloom
đại cầm hôn Apple chấp Aram từ lư cầm hôn Korea mùi nì Prua vi chi ca cầm nọt vi xa thông mùi tiệt Rồi bó hi yên đai nâng kìa Tại bà thua mình bàn nụ tì Cứ chứ mua cầm hôn nì nâng thế lệ cho hào Prua cầm tại Apple thà Bà đọt cầm rôn ở kìa Bàn thua ai phía hôn Láng đo mà phải phía rơi phìm phìm Cú bình chạy phong đai thá Rồi thằng ngày nì kìa Mình rôn chạy sạp Nơi rốt cho chia xa rốt à mì rệt Được ní Vì căn tại thua ai Apple Nghi sử dụng đặc trình chung lớp pin này tiết Apple có miễn hai ta thông đài cứ pallet rất nhiều ở kỳ sơn này ở bán mùi sản cường nâng tiêm pallet đỏ buôn sản cường bằng thèm tiền bao cầm rong đầm na cà luôn từ mục ní chỉ lực tìm mùi hỏi để Apple nghĩ một chạp Aram pallet rất nhiều hỏi có chỉ lực đầm bông sớm rắp hiện hiện đại đài để tiêm pan cà thông pallet lan ở Apple bài này hỏi Tesla ở đâu vậy có công phong xâm rộng từ phá lật bằng tế chip đà lo chuyện môn từ bóng phía lơ rừng rồi bọc luôn hỏi Tesla có tìm từ tù lùi mùi kì biếp bí bọn liền tiền bí rốt tháp bí bà à là mong tại Tesla có mình cầm rộng cả bác rộng chạm phá lật ạc cùi đời khuôn ai nơi tì cọng bạc lãng thêm tiệt phong